Ngọc Oanh xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay Ngọc Oanh rất là vui được trở lại trong chương trình làm đẹp cùng với công ty mỹ phẩm Forever Beaumont. Và ngày hôm nay người mà Ngọc Oanh có thể được trò chuyện đó là chị Ngọc Nhi. Ngọc Oanh xin mến chào chị Ngọc Nhi. Chào Ngọc Oanh và chào quý khán giả. Dạ vâng, đã lâu lắm rồi chị em mình không có dịp để mà cùng nói chuyện với nhau cũng như là chia sẻ trong cái tiết mục làm đẹp cùng với quý khán thính giả. Ngọc Oanh rất là nhớ công ty và đặc biệt là nhớ cái nụ cười cũng giống như là những cái cách diễn đạt của chị Ngọc Nhi đối với quý khán thính giả và trong những cái show gần đây. Như quý khán giả cũng đã biết đó, là thời gian vừa qua đó, công ty mỹ phẩm Forever Beaumont luôn đem đến cho quý vị những sản phẩm tốt nhằm cho giúp cho quý vị cải thiện được cái làn da của mình. Và thời gian gần đây nhất, Ngọc Oanh được biết là công ty vừa cho ra đời một cái sản phẩm mới, đó là Miracle Correcting. Cái sản phẩm này Ngọc Oanh thấy là khi vừa mới ra thị trường á, thì quý vị đã rất là nôn nóng được biết sản phẩm, và khi sản phẩm được tung ra thị trường bán rất là nhiều thì quý vị đã rất là yêu mến và nó có một cái tác dụng rất là tốt. Thì cái lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng ta, Ngọc Oanh được biết là chị Ngọc Nhi lại cho ra đời một cái sản phẩm mới, và cái sản phẩm này còn tốt hơn cái sản phẩm Miracle Correcting nữa, đúng không ạ? Thưa Ngọc Oanh và cũng thưa quý vị, thực sự ra đó nó là cái chức năng nó khác hơn. Như quý vị đã biết đó, cái thời gian qua cái sản phẩm là Miracle Correcting Cream là một cái loại kem, nó là gồm có hai loại. Một cái chai tiếp thứ nhất á, là nó dùng để là làm mờ đi và nó làm vỡ ra các tế bào nám trên da quý vị. Rồi một cái tiếp thứ nhì nó là một cái loại serum, nó nuôi dưỡng lại và nó tái tạo tế bào quý vị. Thì cái đó Ngọc Oanh biết là chị bán rất là nhiều. Dường như là trong một tuần lễ đầu nó là trên 5.000 sản phẩm đã đi ra thị trường. Và hiện giờ cái số lượng mà người ta reorder, nghĩa là người ta tiếp tục người ta mua để mà người ta tặng bạn bè và người ta xài đó, thì cái feedback đó, dường như là 90% người ta đã thích. Một số người thì là người ta dùng không có đúng cách thì người ta lại gọi vào công ty và hỏi lại cách dùng trước khi người ta dùng, thì coi như mình thấy là như là 100% khán giả rất là mê cái đó và họ xài rất là có kết quả. Nhưng thưa quý vị, có một cái loại kem hôm nay muốn giới thiệu quý vị đó, nó gọi là Miracle Repair Complex, có nghĩa rằng nó chỉnh sửa lại complex là toàn bộ cái làn da quý vị. Như quý anh biết đó, nó có người có nhiều loại da. Những cái loại da bị nám thì mình trị nám. Những cái loại da bị yếu, bị bệnh thì mình trị bệnh của nó, tùy vào cái loại da thưa quý vị. Quý vị biết đó là mỹ phẩm nó rất là nhiều ở trên thị trường, mà đa số là những cái hãng mỹ phẩm người ta làm cái loại kem dưỡng. Quý vị, dưỡng trong mỹ phẩm như Ngọc Oanh biết đó, thì nó không có mạnh. Tại vì gọi là mỹ phẩm rồi thì những cái hãng mỹ phẩm đó nó có một cái luật hạn chế là không được bỏ những chất gì không được bỏ nhiều trong mỹ phẩm. Nhưng khi mà gọi là thuốc và đặc trị rồi thì nó lại là khác. Nó hoàn toàn nó mạnh hơn mỹ phẩm gấp mấy mươi lần để mà nó đặc trị. Thì chị rất may mắn là ký được hợp đồng với một công ty như chị nói trước kia đó, là một cái bệnh viện chuyên nghiên cứu về tế bào da, về da, về ung thư da, về bệnh về da. Thì bà Dr. Doris là một cái nhóm trưởng trong đó, thì bà chuyên về cái làn da của người châu Á. Thì sau khi cái Miracle mà Correcting Cream nó ra thị trường đó, thì dường như là cái kết quả nó hơn là cái mong đợi. Những người bị nám, thưa quý vị, bị tàn nhang, bị nám, bị đồi mồi, bị những cái đốm lão hóa trên da, chỉ trong vòng một tuần lễ đầu xài người ta giảm từ 10-20%. Và hết cái liều thuốc là 3-4 tuần thì có người đã giảm được 80%. Thì đó là một, không phải là 100% hết thưa quý vị. Nó 100% nó biến mất hoàn toàn thì là nói dối, nhưng mà nó làm vỡ tế bào nám ra, nó mờ dần, mờ dần. Và thưa quý vị, không quá 3 tháng thì những cái đốm nó trên da quý vị đó là 90% hơn, nó mờ đi mà quý vị không cần phải che đậy bằng những cái lớp kem rất là dày. Thì cái loại này đó, nó hay một cái là quan biết là nó không có lột nè, không có đỏ da nè. Nó mình sức như cái loại kem dưỡng da nhưng nó mờ và nó mất nám là không hay. Thì đó là đặc trị về cái làn da nám. Nhưng có những cái làn da quý vị xài mỹ phẩm nó không có work quanh. Quan thấy có nhiều người ta nói đó là như mình xài mỹ phẩm như nó lì lì lên vậy đó. Nó bị chai rồi. Yes. Như là hàng, những cái hàng rất là nổi tiếng trên nước Mỹ và những cái hàng nổi tiếng của Nhật nữa, thì người ta xài quý vị thấy không, quý vị để ý đi, quý vị xài khoảng 1-2 năm đầu. Yes, cái làn da mình nó có tươi nhưng mà dần dần nó cứ lì lì ra đó, nó không tiến triển hơn mà nó không có tệ hơn, nó cứ giữ đó, giống như là nó không có làm tệ hơn nhưng nó không có làm tốt hơn. Nhưng cái điều oái oăm nữa đó là khi mình lớn tuổi thì cái tế bào da mình nó hư đi và nó càng già cỗi, mà cái mỹ phẩm đó nó đã lì lì trên da mình rồi
thì nó không cứu được bao nhiêu hết. Vì vậy mà sau nhiều tháng trời nghiên cứu thì một lần nữa cái nhóm nghiên cứu về da của một cái bệnh viện chuyên về da, họ đã ra cho giúp Ngọc Nhi một cái loại kem gọi là Complex Repair Complex Miracle. Biết rồi, là một cái sự thần kỳ mà sửa chữa làn da của chúng ta một cách complex, là toàn bộ, toàn diện. Cái loại kem này rất là đặc biệt, đặc trị cho những cái làn da quý vị, nghe kỹ để mà quý vị hiểu. Cái này đàn ông xài được nha. Mấy anh á, mà đi làm thường ở ngoài nắng á, cái làn da rất là dày và rất là thô. Nhất là mấy anh mà có làn da mà ngày trẻ có mụn đó, thì quý vị, cái lỗ chân lông này rất là to. Lỗ chân lông to, sẹo mụn để lại, rồi làn da nó vừa dày, vừa thô mà nó vừa giống như là đủ thể quanh đó hết, mà nó lại chỗ lồi chỗ lõm. Thì đây là một cái phương thuốc tuyệt vời cho những cái làn da bị dày, bị thô, lỗ chân lông to và rất là nhiều sẹo mụn chi chít để lại. Nó repair, nó sửa chữa completely cho những cái làn da dày. Thì kế đến nữa đó là những cái làn da mỏng. Người ta có hỏi là dày rồi trị được rồi mỏng làm sao? Thưa quý vị, những làn da mỏng dễ bị dị ứng, dễ bị đỏ, nổi mạch máu dưới da mà vân 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 vân, và ngứa ngứa đỏ, và thậm chí nó hư bong tróc, nó khô khô, nó tróc rồi nó ngứa đó, nó lại làm cho tăng cái tế bào da lên, nó làm cho làn da khỏe lên, mạnh mẽ lên và strong lên, không phải là dày lên mà là nó đủ sức đề kháng để mà nó chịu đựng được cái thời tiết. Thành ra thưa quý vị, không phải là nó trị những cái làn da dày không, nó gọi là complex, có nghĩa là repair complex, nghĩa là sửa chữa toàn bộ lại những cái làn da cần phải sửa chữa. Thì là cái đặc biệt, cái tuyệt vời nó là ở cái chỗ đó, mà chưa có hãng mỹ phẩm nào có được sản phẩm này thị trường. Ngọc Oanh sau khi nghe chị Ngọc Nhi chia sẻ thì Ngọc Oanh thấy rằng á, quý vị khi mà mua bất kỳ một cái sản phẩm nào đó, chúng ta nhìn vào cái hộp và xem là cái tên của cái sản phẩm đó là gì. Cái người Việt mình đó, chị Ngọc Nhi thường thường á, sau này họ rất là khó tính khi mua và xài bất kỳ cái loại sản phẩm nào. Chị có thể thấy rằng á, là hiện tại bây giờ trên các đài TV quảng cáo rất là nhiều quá hãng nhiều. Mỹ phẩm khác nhau, và chưa kể là những cái hãng mà coi như là có tiếng từ trước giờ ở trên nước Mỹ này. Đó là cái lý do mà người tiêu dùng ngày càng khó tính. Đúng. Cái đó Ngọc Anh nghĩ rằng điều đó là đúng thôi. Tại vì cái da mặt của mình á, cũng giống như cái cơ thể của mình vậy đó. Nếu cái cơ thể của mình á, mình ăn cái thức ăn nào đó mà nó không tốt, nó tiêu hóa không có được nhanh, rồi nó làm cho mình cảm thấy kiểu như mình ăn vào mình mệt mỏi, thì mình dĩ nhiên là mình bị đào thải và mình sẽ không chấp nhận. Đúng và rồi, mình sẽ tìm những cái sản phẩm nào đó tốt. Đó lý do tại sao mà chị Ngọc Nhi thấy đó, là bây giờ người ta thích nghiên cứu và thích ăn những cái sản phẩm mà nó gọi là thuộc về kiểu như là dược thảo, organic. Cái gì organic, chị thấy không? Thì huống chi là cái bề mặt của mình. Cái Repair Complex này đó là một cái loại, nó được kết hợp bởi rất là nhiều loại thuốc, từ những cái dược thảo rồi cộng với lại những cái loại thuốc rất là đặc biệt, là những cái loại thuốc mà giống như là đặc trị đó, nó là thuốc tây, nó gọi là dược mỹ phẩm. Thì quý vị biết đó là có nhiều cái làn da khách hàng Ngọc Nhi nói rằng chị không có bao giờ xài được mỹ phẩm, cái gì lên nó cũng ngứa hết, mà thậm chí nó, cái da chị nó mỏng vô cùng. Thì thưa quý vị, có rất là nhiều chị em đã xài quá nhiều mỹ phẩm trước kia mà gặp những cái mỹ phẩm nó không có đúng như người ta nói, và nó pha quá nhiều tạp chất, thì cái làn da quý vị bị hư. Sau một thời gian nó hư nghiêm trọng thì đây là cơ hội cho quý vị. Complex Repair là một cách toàn diện sửa chữa lại cái làn da quý vị cho nó mạnh hơn, nó khỏe hơn, nó có sức chịu đựng hơn, và nó làm cho lỗ chân lông khít lại, làn da mịn màng mềm mại. Chị Ngọc Nhi cho Ngọc Anh hỏi rằng là thôi, như chẳng hạn như một người nào đó họ đang xài cái sản phẩm mà dưỡng da hàng ngày rất là kiểu như là công hiệu cho họ, thì liệu họ có thể xài được cái sản phẩm Miracle Repair Complex được không? Thưa quý vị, cái sản phẩm này đó là Ngọc Nhi khuyến cáo mỗi người nên dùng cái sản phẩm này trước khi quyết định đổi một cái sản phẩm mỹ phẩm khác. Bởi vì như thế này, quý vị, là cái làn da quý vị, nếu quý vị không có sửa chữa nó lại, không làm nó khỏe lên, không làm cho nó tươi tốt lên, thì quý vị có xài mỹ phẩm nó tốn tiền vô ích. Tại vì nó không, cái mỹ phẩm là chỉ làm đẹp thôi, nó chỉ làm dưỡng thôi, chứ nó không có sửa chữa được. Thành ra quý vị, giống như là một cái giày, một mình sửa một cái nhà đi, thì mình muốn cho nó đẹp, nó mới lại hết, thì trước hết là mình phải bỏ hết tất cả những cái cũ đi, mình thay đổi một cái mới. Chứ quý vị cứ đắp vá vậy thì nó không bao giờ nó thay đổi. Cái làn da mình cũng vậy, muốn mà cho nó thay đổi toàn diện, nó đẹp trở lại, sau bao nhiêu năm mình xài không đúng cách rồi, thì mình nên ngưng tất cả các mỹ phẩm.
mình dùng cái Repair Complex này là một cái sửa chữa toàn diện, mình dùng liên tục trong vòng một tháng để nó tái tạo lại cái tế bào da, nó tái tạo lại cái cơ ở dưới da, nó tái tạo lại những cái thành phần trong da của mình để cái bề mặt da của mình mềm, mịn và trắng và khít lỗ chân lông và tươi hết bằng tất cả như là mình vô thuốc cho nó vậy đó. Thì khi mà nó khỏe rồi lúc đó là mình dưỡng. Là nếu cho những cái làn da là đang chỉ không có bị nám nha. Còn nếu quý vị đang điều trị nám, hoặc quý vị đang bị nám thì quý vị sau khi điều trị nám, quý vị thấy làn da quý vị đã tốt đi được 80-90% rồi, thì quý vị bắt đầu xài cái Repair Complex này vô để làm chi? Để bồi bổ cái nutrition cho da. Những chất bổ mình sẽ giải thích sau này quý vị, để là nó nuôi cái làn da quý vị sau khi trị nám thì cái làn da mình nó yếu đi. Giống như là mình chạy chemo với những cái show trước đó. Hiện cái thuốc như đang bán trị nám đó là một cái loại chemotherapy cho da. Giống như là mình điều trị ung thư cho da. Thì sau khi đã trị được rồi, ngăn chặn được cái ung thư rồi, thì bắt đầu chi? Bồi bổ và giúp cho cái da được những cái thành phần chất bổ tuyệt vời nhất để cái da nó khỏe và chuẩn bị cho cái bước thứ nhì là cái bước dưỡng da lâu dài về sau. Thì quý vị nào sau khi trị nám cảm thấy cần dưỡng da lâu dài về sau thì dùng cái sản phẩm Repair Complex này để quý vị giúp cho cái làn da quý vị khỏe mạnh, săn chắc, tươi, loại bỏ tất cả độc tố trên da và chuẩn bị ready cho cái tiến trình thứ hai là cái tiến trình thay đổi cái tế bào da của mình tươi lại. Còn nếu quý vị mà không có bị nám, đang xài rất là nhiều loại mỹ phẩm trên thị trường nhưng mà thấy nó không có work, nó cứ lì lì ra, thì hãy dùng thử 30 ngày cái Repair Complex này để làm gì? Để quý vị thay đổi làn da quý vị như là một tế bào mới, reborn lại, tái tạo lại một con người khác, một cái làn da khác, khuôn mặt của mình để chuẩn bị mà nuôi da lâu dài. Cái sản phẩm đây, cái hộp của nó rất là đẹp, nó đây là Instant Effect, là lập tức tác dụng liền, và nó gọi là Miracle Repair Cream, có nghĩa rằng một cách thần kỳ sửa chữa lại complex, là toàn diện cái làn nha quý vị. Thì quý vị mở cái nắp hộp ra thì trong này đó nó có hai cái tube thưa quý vị. Nó có hai cái tube rất là đẹp. Người ta đây là số 1 và số 2. Có nghĩa rằng số 1 là cái tuần thứ nhất. Số 2 là cái tuần thứ nhì. Thì lúc nào cũng vậy, cái tuần thứ nhất là kem nó rất là mạnh. Những chất nó rất là mạnh để chi? Nó tác dụng lập tức vào cái làn da quý vị. Tuần thứ hai thì nó nhẹ đi một tí xíu nhưng mà nó cũng một màu sắc, một mùi vị. Trong này nó có hai cái chai. Đây, thưa quý vị, cái loại này nó cũng như cái loại kia nhưng mà ở ngoài là cái nhãn hiệu của nó đó là nó màu bạc và nó là Miracle Repair Complex, có nghĩa rằng nó repair làn da quý vị. Thì tuần thứ nhất quý vị xài cái tiếp số 1, tuần thứ nhì xài cái tiếp số 2. Cái này là một cái loại Repair Complex, là như Ngọc Nhớ nói đó, một cái loại kem rất là đặc biệt, nó làm toàn bộ từ thuốc, thành ra khi mình dùng nó cũng dùng cái ống rất là đặc biệt. Thì quý vị đầu tiên quý vị mở nắp ra nhé, rồi quý vị mở cái lock ở đây, cái lock của nó đây, nó lock lại để cho không khí và những cái tạp chất nó không vào cái cream được, nó tuyệt trùng một cách tuyệt đối, vì nặng kem ra vừa đủ cái lượng mình xài thôi. Thưa quý vị, cái màu rất là dễ thương, cái màu trắng đục như sữa đó. Rồi thì quý vị nặng ra, tao ra một lần nặng là một cái giọt cho đủ cái vùng của mặt mình, một trên trán một cái nặng, ở dưới càm hay bên gò má thì bắt đầu mình thoa đều ra. Thưa quý vị, nó mịn vào da, nó ăn và nó tươi da liền sau khi 24 tiếng mình sử dụng thôi. Khi mình thoa lên da đó, cái mùi nó rất là, không phải là mùi mỹ phẩm, nó là một cái mùi trái cây. Ở trong này nó có rất là nhiều loại trái cây trong này. Quý vị thoa lên da, quý vị để khoảng chừng 10 phút, thoa massage nhẹ, rồi để cho cái mặt mình nó thấm khoảng 10 phút. Rồi nếu quý vị muốn dùng cái gì lên quý vị dùng. Như Nhi khuyên á, cái tốt nhất là khi dùng cái sản phẩm này, quý vị dùng mình nó trong vòng vài ba tuần, ít nhất là từ 2 đến 4 tuần để nó một cách hoàn hảo, nó tái tạo lại cái làn da quý vị. Nó giúp cái làn da quý vị trở lại những cái thời kỳ mà 20-30 năm về trước. Cái thời mà cái làn da của mình nó còn khít lỗ chân lông, nó còn săn chắc, nó còn mịn màng. Cream này đó, nó ngoại trừ, nó sửa chữa lại những cái bệnh về da quý vị, nó còn tái tạo lại cái tế bào da quý vị, nó giúp quý vị trở về cái thời kỳ của nhiều năm về trước. Là lúc đó cái làn da chúng ta nó còn săn chắc, khuôn mặt chúng ta còn thon gọn, nó mịn màng, nó khít lỗ chân lông, nó không có như bây giờ. Và hay nhất là cái da chúng ta nó tươi và nó sáng rạng ngời lên, chứ không có bị xỉn xỉn màu nữa. Cái sản phẩm này chúng ta nên dùng cứ vài tháng một lần. Để chi? Để giúp cho cái làn da chúng ta nó mịn màng và nó tươi hoài.
sau khi nó repair rồi, cứ vài tháng, 3 đến 4 tháng mình phải repair lại một lần nữa đó, để cho nó như là cái nutrition đó. Và khi mình thoa lên da mình đó, cái độ ẩm tức thời nó xuất hiện lên cái da mình và nó làm cảm giác rất là dễ chịu. Nhất là những cái làn da mà nó quá khô và không xài mỹ phẩm gì được hết, không cách nào xài, xài là nó ngứa, thì đây là một cái phần tuyệt vời nhất cho quý vị, những cái làn da quá tệ rồi. Chị Ngọc Nhi, như chị nói rằng là nếu như chúng ta xài với một cái hộp như vậy, hai ống tuyếp như vậy, một và hai, chúng ta sẽ xài được bao lâu? Một ống là một tuần. Nó đề là quýt thứ nhất và quýt thứ nhì, nó có đề số 1, số 2. Quý vị thấy đó, trên cái chai đó nó có đề là thì mình sẽ xài số 1 là tuần đầu tiên, số 2 là tuần thứ nhì. Thì khi mình hết rồi thì mình order cái khác cho 2 tuần sau. Có nhiều khi mình xài 2 tuần là mình đã repair được cái làn da mình rồi. Cũng có những khi là phải 4 tuần là bởi vì sao? Cái là chúng ta đã quá nặng rồi. Thì mình phải xài 4 tuần. Thì Ngọc Nhi sẽ giải thích quý vị ngay bây giờ là những cái chất gì có trong cái này để Ngọc giúp quý vị nóng lòng muốn biết đấy ạ. Giúp quý vị là biết được là nó tốt như thế nào với làn da của mình. Đầu tiên nhất là cái chất peptide. Peptide là nó là một cái loại thành phần có kích thước nhỏ, giống như nó ly tâm ra để mà nó đưa trực tiếp vào da được. Nó là một cái loại protein, nó được da hấp thụ rất là dễ dàng. Và cái chất peptide nó thường thường nó dùng như là một cái thành phần chống lão quá rất là tuyệt vời cho da mình. Và nó tạo ra một cái hiện tượng tạo ra collagen cho mình. Thì nó tạo ra, nó kết hợp giữa collagen và chất là elastin để nó làm cái da mình săn chắc, mịn màng, tươi và nuôi được cái chất bổ cho da. Cái đến nữa đó thì nó giúp cho cái làn da mình đó duy trì cái sự linh hoạt, sáng rạng ngời. Trên lý thuyết đó thì thưa quý vị, các nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta nói đó là cái peptide protein nó được dùng giúp da duy trì và thậm chí là tự nó giúp da tạo ra cái lượng collagen mới cho da mà không cần phải mua collagen ở ngoài đắp vào. Đó là cái tuyệt vời nhất, mà trong này là có chất peptide đó để giúp da mình tự tạo ra dưỡng chất, tự sống lại, tự kích thích collagen cho cái làn da của mình. Thì và hay nhất, khi mà nó tạo ra cái elastin đó rồi thì cái đầu tiên nó xuất hiện là cái gì? Là nó giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, các tế bào khô chết và đặc biệt nhất là các vết sạm trên da nó sẽ lấy đi. Bởi vì khi mà elastin và collagen nó kết hợp lại đó thì nó tạo ra cái làn da gì? Mới, trẻ và tươi hoàn toàn. Đó là cái chất mà trong các sản phẩm khác không bao giờ người ta làm được trong mỹ phẩm. Bởi vì đây là dược phẩm. Chất peptide này rất là khó để mà phân chế ra, để mà phân tử ra, để mà đưa vào da. Và không phải những hãng mỹ phẩm thông thường nào cũng làm được, bởi vì nó trong một cái viện nghiên cứu đặc biệt nó mới làm ra được. Chất thứ nhì thưa quý vị, đó là một cái chất Solium Hyaluronate. Cái chất này đó, nó có sẵn trong da của mình đó anh. Nhưng mà cái thời gian đó là nó mất đi. Chất này là một chất nó giúp cho cái hợp chất của da mình đó, nó giữ nước để da mình nó tươi và nó thủy hóa cái làn da. Có nghĩa là những làn da mà thiếu nước nghiêm trọng, những làn da mà thiếu sinh khí, nó sỉnh sỉnh, nó buồn buồn, nó mờ mờ đó, thì đây là một cái loại nó làm cho cái làn da mình nó giữ được cái nước và nó thủy phân cái làn da mình tươi lên. Thưa quý vị, nó là thủy hóa cái làn da mình để mình tạo độ ẩm cho da, thưa quý vị. Và tự nó, cái làn da mình giữ được nước. Cái đến nữa là một cái loại đặc biệt nhất là nó chiết xuất từ cái cây aloe vera. Aloe vera thì làm mát da, giải độc tố cho da. Vitamin B5 là một cái loại nó giúp da mình giữ nước bằng cách nó hút ẩm từ cái môi trường xung quanh. Chẳng hạn ví dụ như mình đi đến một nơi nào đó, thử chẳng hạn mình đang sống ở Hoa Kỳ, mình bay về Việt Nam, thì khi mà cái môi trường Việt Nam là cái khí hậu nó hoàn toàn khác, nó sẽ làm cho cái da mình cứ nhảy nhảy, rồi mồ hôi. Thì khi mà với cái Miracle Repair Complex, nó sẽ giúp cải thiện với cái chất môi trường vitamin B5 này để mà nó hòa quyện và nó thích hợp với cái môi trường mà mình đang đúng ở. Rồi. Và nó giữ ẩm ở cái môi trường xung quanh mình, có khô, có hanh, có lạnh, nhưng mà nó vẫn giữ ẩm được cái da của mình, được độ cân bằng da. Được cái độ ẩm của da. Rồi cái đến nữa đó thưa quý vị, một cái loại dầu, mà cái loại dầu này nó rất là giàu vitamin E. Thì cái vitamin E nó có thành phần hóa học tương tự như cái chất nhờn của con người trong cái dầu này đó, nó giúp cũng giảm sự sinh sản thâm nám cho da. Thì cái chất trong cái này đó là cái chất dầu này, nó giống như gần như là thành phần cái dầu tự nhiên trong da của con người mình, chứ không phải là cái dầu mà nó lấy từ cái thực phẩm ngoài đưa vào. Thành ra nó giữ ẩm và nó làm giảm những cái vết thâm nám trên da. Cái đến nữa là cái sữa protein thủy phân.
chất sữa protein này đó, nó có trong sữa, nó giúp cho cái việc thúc đẩy làm lành da cũng như duy trì độ sáng cho da bằng cách đó thúc đẩy các tác động của các peptide và các protein khác. Thì nếu mà làn da quý vị bị những cái vết sẹo nhỏ li ti thì nó sẽ thúc đẩy cái quá trình đó và nó làm cho cái làn da mình tự nó làm liền lại cái bề mặt da, giống như những cái lỗ chân lông to bị hở ra hay là những cái thẹo mụn để lại. Thì cái loại sữa protein thủy phân này nó đưa trực tiếp vào da, nó mạnh gấp 2.000 lần những cái loại mà sữa mà mỹ phẩm thông thường, tại vì nó chỉ nằm bề mặt da thôi chứ nó không có đi vào tế bào da và nằm trong cái bề mặt da được. Nhưng mà sau khi thủy phân ra thì nó tăng lên gấp mấy ngàn lần cái độ thấm nhuần vào da. Thì cái loại sữa này thưa quý vị cũng phải bào chế từ những cái viện rất là đặc biệt, chứ không thể nào trong những cái tiệm mỹ phẩm thông thường, mà những cái chỗ mà sản xuất mỹ phẩm thông thường mà múc ra cái hũ rồi bán, nó không có làm được. Nó sẽ bị hư khi nó ra cái môi trường bên ngoài. Vì vậy những cái sản phẩm đó mà công ty mới đưa ra cái chai này để nó block cái không khí lại, nó không có phải là nó bị nhiễm không khí, nhiễm khuẩn. Một cách kế tiếp nữa đó thì nó chứa xuất một cái loại rễ cây rất là đặc biệt, nó gọi là butcher broom. Một cái loại rễ cây này nó làm cho các mô da co lại, giúp chúng ta giảm cái sự hình thành của sẹo trên da, đó là sẹo mụn, co lại các lỗ chân lông ở trên bề mặt của mình và các khuyết điểm nó gây ra, da nó tạo nên chỗ lồi, chỗ lõm, đó cũng là một cái tổn thương da và nó giúp cái da co lại và làm liền những cái phần đó. Và cái chức năng chính của nó đó là nó chữa lành và nó thúc đẩy cái da mình, và nó một cái chất chống oxy hóa, nó làm cho cái da mình không có bị lão hóa, không có bị già cỗi, và nó giữ tươi, thật là tươi. Và tốt nhất là mình để dùng trường hợp bị sưng tấy nè, cái da bị sưng nè, bị nổi mẩn đỏ nè, bị viêm nhiễm hay là bị dị ứng từ những cái loại mỹ phẩm khác. Thì cái chất cây đó nó gọi là cái chất cây là butter broom, rất là tốt. Rồi một cái loại dầu, cái loại dầu này đó là nó gọi là cái dầu, một cái là từ cái loại một cái hoa dầu từ cái một cái loại cây rất là đặc biệt, nó gọi là marigold. Thì nó giúp cho cái làm lành cái tổn thương nhanh, như là nó làm lành nhanh hơn bằng cách là nó tăng cái lượng máu, nó đưa cái lượng máu dưới da mình, dưới các thần kinh nhỏ với da đến các vùng bị tổn thương để làm liền vết thương nhanh hơn. Thì khi nó liền nhanh hơn, bề mặt da đẹp hơn thì nó không để lại cái thẹo cho mình. Và vì vậy nó ngăn chặn cái việc hình thành các vết sẹo của quý vị. Quý vị lỡ nó bị nặng mụn xong, quý vị sợ cái chỗ đó để ra thẹo, thì cái cream này là cái perfect nhất để quý vị, giúp cho các mạch máu nó đưa cái chất cream vào tận cái chỗ vết thương quý vị, nó làm liền da quý vị lại và nó chống cho quý vị không có hình thành các vết thương, các vết thẹo trong cái tương lai. Thì quý vị nên dùng cái kem này cho các em, các anh, các chị đang bị mụn rất là nghiêm trọng, để mà repair complete là cái làn da mình, trị bệnh cho mình mà lại làm liền thẹo cho mình. Tuyệt vời nhất nếu đang điều trị mụn mà sợ nó bị lỡ ra, bị làm độc, bị nhiễm trùng, bị hư hao cái làn da. Cái đến nữa thú vị là một cái loại dầu, là một cái loại dầu nó chiết xuất từ cái trái cucumber, là cái trái dưa leo. Nhưng quên biết, và quý vị biết trái dưa leo đó người ta dùng đắp mặt nạ. Dưa leo rất là tốt, cái rất nhựa là tốt của nó. Yes. Thì thưa quý vị, cái dầu từ cái trái dưa leo này đó, nó rất là nhiều vitamin K và vitamin A. Thì quý vị biết rồi, vitamin K đó nó có thể làm giảm các đốm nâu hoặc cái những chỗ thâm tím, đặc biệt nhất là các quầng mắt quý vị nào bị bầm bầm, bị thâm thâm. Đây là một cái sản phẩm tuyệt vời nhất để quý vị ngăn chặn và làm giảm mờ đi tất cả những vết thâm trên quầng mắt của quý vị và những cái đốm tàn nhang đồi mồi đang hình thành trên làn da quý vị. Tại vì quý vị nhớ lại nha, repair complex là sửa chữa toàn diện cái bề mặt da của quý vị. Cái loại này đó nó giúp quý vị tăng cái khả năng sinh trưởng của tế bào và giúp loại bỏ tế bào dư, tế bào thừa và những tế bào cũ, tế bào bệnh của quý vị đi. Kế đến nữa, cái chất mà quan trọng không kém các chất khác đó là cái chất phân tử nhỏ nhất của platinum. Cái phân tử này thưa quý vị, nó tác dụng chống lại các tác động của tia cực tím. Có nghĩa rằng nó ngăn cái làn da của mình không bị tác động bởi tia cực tím, rồi đồng thời nó loại bỏ những cái chất bẩn của da. Và cái chất này đó nó cũng được dùng trong cái nhiều công thức, nó làm tăng cái sợi collagen cho mình. Rồi kế cuối cùng, một cái chất cuối cùng nữa đó là chiết xuất từ cái cây cái hộp chestnut đó, em biết
gọi là hạt dẻ. Đúng rồi. Thưa quý vị, cái hạt dẻ mình đi các chợ Việt Nam, chợ Tàu nó bán trong cái bịch đó, nó đã lột cái vỏ rồi, ăn nó béo béo đó, chestnut nó rất là ngon. Hoặc là quý vị mua những cái loại nó còn rang nguyên ở Việt Nam, mà ta bán được, ta đẩy xe ta bán, đập cái vỏ ra rồi ăn đó. Thưa quý vị, cái hạt dẻ này, cái viện nghiên cứu đã một lần nữa rất là thành công khi chiết xuất nó ra là giúp tăng cường cái sự lưu thông trong da, nhằm giảm sưng tấy và viêm nhiễm. Những cái thành phần học như nó hồi nãy giờ, nó kết hợp một cách tuyệt vời và hoàn hảo, giúp quý vị repair complex, có nghĩa là sửa chữa toàn diện khuôn mặt quý vị, săn chắc, thon gọn, tươi, loại bỏ độc tố của da, làm sáng da, làm liền thẹo, làm tan những cái vết thâm dưới quầng mắt quý vị, làm săn chắc cái tế bào da, và bởi vì nó tái tạo lại cái tế bào collagen và elastin cho quý vị. Trên thị trường mỹ phẩm hiện nay rất là nhiều mỹ phẩm, nhưng chưa một công ty mỹ phẩm nào cho ra đời một cái sản phẩm mà Repair Complex là một cái hũ kem thôi, nó trị được rất là nhiều thứ bệnh cho quý vị bằng cách nó giúp tự da quý vị sống lại và nuôi da. Cái hay nhất nữa là không cần chống nắng, bởi vì trong này có một cái chất nó chống lại tia cực tím cho quý vị. Quý vị xài bất cứ lúc nào vẫn là an toàn, bởi vì chính cái làn da quý vị có một cái chất tự nhiên nó chống lại cái tia cực tím rồi. Thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị cái sản phẩm này, Ngọc Nhi rất là hài lòng. Và nếu quý vị có cơ hội, quý vị cứ thử, để giúp cho quý vị chỉ trong 30 ngày giúp quý vị tái tạo hoàn toàn lại làn da quý vị, từ những cái bệnh nặng nhất đến những cái nhẹ nhất. Chẳng như là nó làm giảm thâm nám nè, giảm quầng mắt bị thâm nè, tươi da nè, săn chắc da nè, kích lỗ chân lông nè, làm liền thẹo. Quý vị nhớ nha, quý vị nào đang bị mụn, các con, các cháu đang khổ tâm về mụn, hãy mua một cái hộp này để trong 2 tuần làm cho các em không bị tấy đỏ, không bị nhiễm trùng và repair lại các thẹo mụn, không làm các thẹo mụn cho các em. Đây là một cái sản phẩm mà rất là may mắn được bào chế từ cái viện nghiên cứu tế bào da của Hoa Kỳ. Riêng một cái nhóm đặc biệt nghiên cứu về tế bào da của người châu Á đã hợp tác và sản xuất cho Ngọc Nhi đó anh. Dạ vâng. Và nhân tiện đây thì Ngọc Anh có thể hỏi chị Ngọc Nhi rằng là với cái sản phẩm này thì chúng ta xài một ngày bao nhiêu lần và xài vào cái thời điểm nào thì nó thích hợp, nó có tác dụng cụ thể lên cho da của chúng ta ngay lập tức. Ok. Thưa quý vị, nếu mà quý vị đang xài những cái hãng mỹ phẩm khác, quý vị không thấy nó có kết quả, nó cứ lì lì ra đó, quý vị hãy ngay lập tức đừng tiếp tục mà tốn tiền nữa, dùng thử cái sản phẩm này trong 30 ngày liên tục. Thì chỉ trong một tuần thôi, hoặc là 2 tuần là tối đa, chính quý vị sẽ cảm nhận được cái làn da quý vị đang thay đổi từng ngày, đang tươi lên, đang mởn lên và đang săn kích lại bằng những cái lỗ chân lông, cái thẹo sẽ liền mất. Thì quý vị nên dùng. Còn nếu quý vị đang điều trị nám thì cách đặc biệt nhất rằng quý vị xài cái điều trị nám đó, sau khi quý vị thấy cái làn da quý vị đã mởn lên rồi, đã tốt lên rồi, đến lúc tôi chuẩn bị cho cái bước thứ nhì là để dưỡng da, repair, sửa chữa làn da và dưỡng da, thì dùng cái này. Hoặc là quý vị đang xài những cái loại mỹ phẩm thông thường của công ty Ngọc Nhi thì quý vị có thể xài rằng sáng sớm bị rửa mặt xong, xức một cái lớp mỏng này lên trước, rồi đợi khoảng 5 phút sau mình xức những cái loại kem mình đang dùng hiện thời lên. Thì quý vị thấy liền là nó rất là ăn kem và rất là đẹp, tùy theo cái tình trạng da quý vị. Thì quý vị gọi vào công ty thì các chuyên viên của công ty sẽ chỉ quý vị là cái nào nên kết hợp với cái sản phẩm này và lúc nào quý vị nên dùng theo từng loại, từng làn da khác nhau. Wow, nếu mà quý vị thắc mắc những cái sản phẩm và đặc biệt là cái sản phẩm Miracle Repair Complex này thì quý vị cứ hỏi, chắc chắn là quý vị sẽ được trả lời rất là rõ ràng, vì chương trình của chúng tôi thì chỉ có giới hạn thôi, mà rất là muốn chia sẻ đến quý vị một cái sản phẩm nó quá tuyệt vời như vậy. Thì quý vị đừng có ngần ngại, quý vị gọi ngay để order cái sản phẩm này quý vị nhớ nhé. Dạ, xin thưa quý vị, nhắc thêm là chỉ cần thời gian 30 ngày thôi là quý vị đã thấy thay đổi làn da rồi, thì quý vị không cần phải lâu đâu. Nhanh nhất là một tuần quý vị đã cảm nhận được cái sự khác biệt rồi. Đó. Nên quý vị cứ yên tâm. Dạ vâng, một lần nữa Ngọc Anh rất là cảm ơn chị Ngọc Nhi với một cái sản phẩm rất là mới mẻ và rất là kỳ diệu. Và Ngọc Anh cũng tin chắc rằng quý vị sau khi nghe chị em chúng tôi nói chuyện, quý vị cũng phải mua ngay cái sản phẩm này để sở hữu một cái làn da tuyệt vời và khỏe mạnh. Một lần nữa Ngọc Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Làm Đẹp lần tới.